em xanh chuối tím, đỏ, siêu lã. Về trưng Tết, có tin, cũng khó mua. Xuất hiện trên thị trường Việt Nam, vài năm trở lại đây, loại chuối đỏ, đắt ca, hay còn gọi là chuối đỏ Hỏa Long, siêu lạ, đã được rất nhiều người săn lùng tìm mua để bày trên mâm ngũ quả ngày Tết. Mâm ngũ quả được trưng bày tại mỗi gia đình nhân ngày Tết cổ truyền, không chỉ để thờ cúng tổ tiên mà còn mang ước mong một năm mới an khang thịnh vượng. Chuối trong mâm ngũ quả được bày theo nải, tượng trưng cho sự quần tụ xuân về đầm ấm. Cùng với đó, chuối còn thể hiện sự chở che và hướng lấy may mắn trong năm mới. Chị Trương Hoàng Quyên, thôn 11, Nam Bình, Đắk Song, Đắk Nông cho biết chuối đắc ca có xuất xứ từ Australia. Kích cỡ quả nhỏ hơn chuối thông thường nhưng vỏ dày, màu tím đỏ, thịt chuối mềm, ngọt và có vị thơm nhẹ. Vài năm trở lại đây, giống chuối đắc ca xuất hiện tại Việt Nam đã tạo nên cơn sốt đối với người tiêu dùng. Chị Hoàng Quyên cũng cho hay đây là giống chuối được nhiều người dân nhập về làm kinh tế trang trại. Thời gian gần đây, chị Quyên nhận được nhiều cuộc điện thoại đặt hàng mua chuối đỏ hơn trước, trong khi trước đây chỉ một số khách hàng quen thi thoảng mới mua về. Lý giải về nhu cầu mua chuối đỏ hiện nay, nhiều người cho rằng có thể do cây trồng mới lạ, quả ăn được lại đang được quảng cáo có tác dụng tốt cho sức khỏe nên nhiều người tò mò. Không chỉ đánh vào yếu tố độc lạ mà ngay cả màu sắc của nải chuối cũng được người dân ưa chuộng với mong muốn cả năm mới thật đỏ và nhiều may mắn. Đây là giống cây để thu hoạch quả làm kinh tế trang trại, không phải là cây chuối tím hồng mà nhiều người đang trồng làm cảnh. Do vậy, việc chăm sóc cũng cần có kỹ thuật. Chiều cao tối đa của cây có thể đạt từ 3-4 mét. Trung bình một buồng có trên dưới 10 nải. Thời gian từ khi trổ cơ đến lúc quả chín khoảng 5 tháng, cây sinh trưởng khỏe, ít sâu bệnh. Khi trổ buồng ra quả non, chuối có màu tím thẫm. Giống chuối này khi trồng, mọi người phải lưu ý khi cây còn nhỏ, nhất là lúc đạt từ 7-10 cm, rất dễ bị côn trùng dế cắn. Đặc biệt đây cũng là thời điểm cây cần nước nên phải chú ý tưới đủ nước cho cây, nhất là trồng ở vùng đất đồi. Khi cây đạt từ 30-40 cm nên trồng a đất, bón thêm phân chuồng đã ủ hoai để đảm bảo sự sinh trưởng tốt nhất cho cây. Chị Quyên cho biết thêm, thời gian trước chị đã nhập một số giống mẫu về Việt Nam bằng công nghệ nuôi cấy mô. Đến nay cơ sở của chị đã có thể cung cấp ra thị trường số lượng lớn giống chuối này. Hiện nay tại vườn của gia đình chị Hoàng Quyên ở Đắk Nông trồng hơn 100 cây chuối đắc ca, sắp vào thời gian thu hoạch. Chị Quyên thông tin thời điểm này vì chưa có nhiều hàng nên chưa thể định giá chính xác được. Những năm trước có nơi bán vài trăm nghìn một nải, còn năm trước tôi có đi chợ ở miền Tây thì có bán cho bà con ở đây giá 70-80 nghìn đồng một nải. Tuy nhiên dịp gần Tết giá sẽ cao lên hơn một chút. Ngoài ra, chị Quyên cũng khẳng định những nải chuối tím đỏ này khi tung ra thị trường Tết chắc chắn sẽ chinh phục được người tiêu dùng. Vì giống chuối đắc ca khá sốt nên trên nhiều trang mạng có rao bán hình ảnh chuối màu đỏ tươi. Thực tế, theo chị, đây là hình ảnh đã qua chỉnh sửa, xử lý màu. Chính vì vậy, người mua nên lưu ý tránh tình trạng khi mua về, cây trổ buồng không phải đúng như màu mong muốn. Chị Hoàng Quyên chia sẻ thêm, tại Việt Nam hiện nay, giống cây được nuôi cấy từ mô, không có hạt giống, chỉ có một số cơ sở lai tạo ở Đà Lạt đủ công nghệ sản xuất hàng loạt. Song do việc vận chuyển từ vườn ươm tận Lâm Đồng về Hà Nội rất khó khăn, chi phí lớn. Đồng thời, việc trồng chuối đỏ bằng hạt nhiều rủi ro hơn là bằng cây cấy mô, do yêu cầu khắt khe về quy trình ươm, kỹ thuật tưới, chăm sóc, chưa kể đến thời tiết, thổ nhưỡng mỗi vùng cũng cần phù hợp. Hiện tại, theo khảo sát thì ở các chợ cây cảnh Hà Nội như Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, La Dương, Hà Đông và một số shop hạt giống online, cây chuối đỏ giống đang được rao bán với mức giá khá cao, từ 60.000 đến 120.000 đồng một cây, cao 10-15 cm. Rất nhiều người lầm tưởng đây là dòng chuối cảnh, nhưng khi được biết loại chuối này có thể cao vài 3 mét, trồng chủ yếu để lấy quả, họ lại càng hào hứng và muốn thử nghiệm. Anh Mạnh, chủ một cửa hàng bán cây
trên đường Hoàng Hoa Thám, cho biết